Rồi mình chuẩn bị để làm một cái bài như vậy. Nhiệm vụ của mình là xóa cái vế này. Như vậy lúc nãy mình có làm bằng công cụ clone stem hoặc là mình dùng công cụ bastone để mình kéo mình xóa, nhưng mà mình làm vậy á là với những cái mảng màu nhỏ thì mình làm được, nhưng mà với cái mảng màu lớn thì mình làm nó sẽ chậm và có thể nó bị nhòe. Như vậy thì mình sẽ có một cái công cụ khác mình sử dụng về cái điều chỉnh màu bằng công cụ này. Như vậy thì cái phần công cụ này các bạn chú ý là khi mà mình chỉnh ở đây, mình thêm ở đây, và khi mình chọn vô Image Adjustment và mình chọn thêm ở đây thì nó có khác nhau gì không? Khác nhau gì? Chú ý nha. Nếu như mình thêm ở dưới cái phần bảng layer và bây giờ nó xuất hiện ở đây, giả sử là thầy cứ chỉnh ha, thầy chưa nói đẹp xấu nha, thầy chỉnh xong các bạn thấy là nó cũng ảnh hưởng đến bức ảnh của mình đúng không nào? Nhưng mà thực chất thì nó chỉ là một cái layer. Nếu chúng ta tắt layer này đi thì bức ảnh của chúng ta vẫn còn không bị ảnh hưởng gì hết. Còn nếu như bạn cho ở bên Image Adjustment mà bạn chọn vô cái phần hue này thì khi bạn chỉnh xong nó cũng giống lúc nãy đúng không? Đó, thầy cũng chỉnh tăng phía trên giảm ở dưới. Ok. Thì bức ảnh của chúng ta đã biến hoàn toàn thành cái mới. Như vậy tùy mục đích mà chúng ta sử dụng là tác động trực tiếp hay là tác động trên một cái layer khác để cho nó ảnh hưởng đến layer dưới. Đó thì tùy của chúng ta. Bây giờ cái phần này giả sử là thầy mới vừa tạo. Rồi chúng ta quay lại từ đầu. Như vậy bức ảnh này để mà xóa cái vết bẩn này đi thì các bạn thêm công cụ để thay đổi màu vào. Và nếu như thầy kéo ở đây thì nó ảnh hưởng đến cả bức ảnh, cả bức ảnh. Nhưng mà mục đích của mình là chỉ muốn cái vùng màu đỏ này thôi nè. Muốn tác động cái vùng màu đỏ thôi. Thì các bạn chọn vô đây. Trong này nếu như bạn xác định được màu của nó là màu gì thì bạn chọn cái màu để tác động. Còn thầy sẽ chọn vô cái bàn tay là gì? Là thầy chỉ tác động một vùng nhỏ thôi. Thấy chỗ này nó ngắn lại không? Như vậy thì mình sẽ chọn mình tác động một vùng nhỏ. Đó, mình lấy cái vùng màu mà mình muốn tác động thôi. Kéo tới kéo lùi tí xíu. Rồi, bây giờ mình kéo hết cái màu này về. Đó, tức là cái vùng này của mình nè. Nó bị tác động với cái mình đang chỉnh nè. Được chưa? Rồi, bắt đầu mình. Tại vì sao mình kéo về đây? Tại vì kéo về đây để mình thấy được cái màu của nó thay đổi mạnh, mình mới chỉnh được cái đoạn này. Để mình biết là mình đang sẽ tác động đến vùng nào. Mục đích của mình để kéo hết về bên phải là vậy. Bây giờ bắt đầu mình mới chỉnh nè. Này là cả về bình thường nhé. Được chưa? Rồi. Đó là nó chỉ tác động đến cái vùng mình đang làm thôi. Còn cái vùng khác nó không bị ảnh hưởng, cái vùng mặt nó không bị ảnh hưởng nè. Được chưa nào? Như vậy thì nếu như ở đây mở ra có được chưa nào? Được không? Rồi, như vậy thì hiện nay cái mặt nạ này nó đang là màu trắng, là nó tác động lên tất cả các vùng khác. Bây giờ mình chuyển cái mặt nạ này thành màu đen bằng cách là mình tô màu cho mặt nạ này bằng cách nào? Muốn tô màu đen lên đây dùng phím nóng gì? Màu đen nằm dưới Control Delete. Như vậy khi mà các bạn Control Delete thì có phải là
chỗ này là mặt nạ màu đen thì nó không sử dụng bất kỳ cái gì hết. Bây giờ mình quay trở lại, mình muốn sử dụng thì mình tô màu trắng lên đây, lên cái vùng này nè. Vậy tô màu trắng lên đâu? Lên cái mặt nạ. Biết tại sao nó xuất hiện lại cái màu này không? Tại sao? Tại vì mình tô màu trắng nè. Tại mình tô màu trắng cho nên là màu trắng nó sẽ sử dụng lại cái phần bên này. Cái phần bên này là cái phần mà mình mới chuyển màu á. Đó. Vậy thì mình làm cơ bản là mình đã tẩy được cái màu mực rồi. Bây giờ với cái màu ở phía bên ngoài này nè, màu phía bên ngoài này mình cũng làm tương tự. Và bây giờ bạn làm sao bạn kéo mà bạn có cảm giác là cái màu này nó biến mất. Còn cái phần của cô gái thì chúng ta không cần quan tâm. Được chưa? Rồi. Như vậy quay trở lại, chúng ta cũng chỉ sử dụng cái phần chỗ này thôi. Cho nên chúng ta cũng tô màu đen ở cái phần này. Như vậy thì cái này nó có ảnh hưởng gì đến cái của phần dưới này không? Có đúng không? Nhưng mà mình sẽ chỉ lấy cái phần nào? À, chỉ lấy cái phần biên này thôi nè. Đó, chỉ lấy cái phần nền này thôi. Nó mình có thể chỉnh lại ở đây được. Rồi, ok. Như vậy là cơ bản mình đã xong. Đây là ban đầu. Đây là kết thúc. Được không nào? Đó là cái cách mình chỉnh đơn giản với một cái mảng màu lớn thì mình sẽ làm như vậy.